Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video. Năm 2018 sẽ có Honda Cup chạy điện. Với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc các hãng xe tập trung mạnh vào mảng xe xanh là điều tất yếu. Và theo lời chủ tịch tập đoàn kiêm CEO Honda, ông Takahiro Hachigo, việc phiên bản xe máy điện của mẫu concept Honda Super Cup năm 2009 được đưa vào sản xuất năm 2018 là chuyện ván đã đóng thuyền. Hãng xe đến từ đất nước mặt trời mọc cho biết EV Cup sẽ phân phối độc quyền ở Nhật Bản trước khi mở rộng ra các nước khu vực châu Á. Có lẽ mẫu Super Cup huyền thoại của Honda không cần phải dài dòng giới thiệu hơn nữa. Kể từ năm 1958, đã có tới hơn 87 triệu chiếc Cup lăn bánh ra khỏi 15 xưởng sản xuất của Honda khắp nơi trên thế giới. Độ ảnh hưởng của Super Cup phải nói là vô cùng lan tỏa. Mẫu xe được yêu thích và trân trọng qua nhiều thế hệ cho tới tận ngày nay. Mẫu concept xe điện Cup lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm Tokyo Motor Show 2009, trang bị hệ thống hai motor điện ở cả hai bánh. Nó xuất hiện một lần nữa tại triển lãm Tokyo Motor Show 2015, nhưng lần này chỉ với một motor điện cung cấp cho bánh sau. Thiết kế mang đậm phong cách mẫu Super Cup 1958 thân thương thuở nào, EV Cup hoàn toàn khớp với mẫu concept Super Cup 2015, phiên bản tương đồng với bản thương mại sắp sửa đi vào sản xuất. Cùng với motor điện cho bánh trước, hệ thống đèn LED concept 2009 cũng được loại bỏ. Pin xe được gắn dưới khung chính có thể tháo rời thông qua ngăn bên trái của xe. Nếu Honda sản xuất EV Cup ngay tại thời điểm này, chắc hẳn nó sẽ sử dụng bộ truyền tải điện của mẫu xe máy điện duy nhất trong dòng sản phẩm của công ty động cơ điện EVNEL, cung cấp năng lượng bởi bộ pin 0,9 kWh với công suất tối đa rơi vào khoảng 3,8 mã lực có tốc độ tối đa 30 km/h đi kèm với phạm vi hoạt động 34 km. Hy vọng rằng với việc sản xuất vào năm 2018, Honda sẽ trang bị cho EV Cup khối động cơ điện tử sử dụng công nghệ tiên tiến với nhiều tiềm năng hơn. Bởi dù sao, đến năm 2018 thì công nghệ sử dụng trên EVNEL sẽ được gần 10 năm tuổi. Theo CEO của Honda cho biết, EV Cup sẽ chính thức được đưa vào sản xuất 2 năm tới, phân phối đầu tiên tại thị trường Nhật Bản trước khi mở rộng ra ASEAN, một góc nhỏ của quả địa cầu, nơi gia đình Cup được đón nhận và yêu thương tuyệt đối. Mặc dù chưa có thông tin gì về việc Honda có phân phối EV Cup tại thị trường nào khác ngoài hai thị trường trên hay không, nhưng có lẽ việc EV Cup mở rộng ra toàn thế giới là chuyện tất yếu, bởi Super Cup là mẫu xe lừng danh không ai không biết đến, và Super Cup trở thành mẫu xe khẳng định thương hiệu của Honda. Đặc biệt ở Việt Nam, người ta vẫn gọi xe Cup là xe Honda. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.